đi chấm răng về, bé trai bỗng sưng mắt, đi bệnh viện khám mới tá hỏa phát hiện bị nhiễm trùng máu. Mới đây, sau khi đưa con trai đi chấm răng tại một cơ sở tư nhân, người mẹ bỗng phát hiện tại vùng mi mắt của con có một vệt đỏ ẩn mờ kỳ lạ. Ban đầu người mẹ cũng không nghĩ nhiều cho đến khi vệt đỏ càng lúc càng lan rộng ra quanh vùng mắt và có dấu hiệu sưng tấy lên, đau nhức dữ dội và sốt cao liên tục. Chỉ sau vỏn vẹn một ngày, vết sưng tấy bắt đầu lan nhanh hơn và lan ra cả vùng mắt bên kia. Tá hỏa trước những chuyển biến bất ngờ của con trai, người mẹ đã vội vã đưa con đến bệnh viện để thăm khám và cấp cứu. Ban đầu bé được chẩn đoán là bị nhiễm trùng máu, nhưng sau 3 ngày điều trị và xét nghiệm, các bác sĩ lại cho rằng rất có thể bé đã bị Kawasaki, một dạng viêm mạch toàn thân ở trẻ, vì có nhiều dấu hiệu giống với căn bệnh này. Mặc dù bệnh Kawasaki được cho là chưa xác định được nguyên nhân gây bệnh, thế nhưng sau khi xem qua tình trạng và diễn biến bệnh của bé trai, dân mạng đã không khỏi nghi ngờ và cho rằng do cơ sở nha khoa tư nhân không đảm bảo vệ sinh y tế cũng như các dụng cụ nha khoa nên đã dẫn đến việc bé trai phải nhập viện vì nhiễm trùng máu. Một số người còn để lại bình luận khẳng định bản thân cũng từng rơi vào hoàn cảnh tương tự khi đi làm răng tại các trụ sở nha khoa tư nhân. Hiện tại bé trai vẫn đang được các bác sĩ tận tình quan tâm điều trị. Cộng đồng mạng theo đó cũng đã gửi đến bé những lời chúc tốt lành. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.